Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với bạn một bộ đôi rất là nổi tiếng của bệnh viện Janhee Thái Lan. Đó là bộ đôi tăng vòng 1 các bạn nhé. Kem massage Dolphin Herbal và viên uống nâng ngực Bio Capsule của Thái Lan. Đây các bạn. Đấy, và đây là một cái bộ đôi mà có thể nói là được rất rất nhiều chị em sử dụng luôn. Với cái giá thành hợp lý và với những hiệu quả mà bệnh viện Janhee mang lại nhiều năm qua, với những kinh nghiệm cũng như là hiệu quả sự nổi tiếng của bệnh viện Janhee thì các bạn biết là đây là một trong những cái viện thẩm mỹ cực kỳ là lớn của Thái Lan và rất là nổi tiếng. Với những cái sản phẩm mà nó làm ra cực kỳ là hiệu quả luôn các bạn nhé. Và kem Dolphin Herbal này các bạn thấy là có những spa người ta dùng cho khách massage rất là thích luôn, và người ta lấy có những cách mà người ta lấy liên tục như vậy trong vòng 2-3 năm qua và người ta vẫn sử dụng cái sản phẩm này, trung thành với sản phẩm Dolphin Herbal. Đấy, đây là cái dòng kem massage cho vòng 1, cải thiện vòng 1 từ bên ngoài. Đó, ngày các bạn chỉ cần massage cho mình 2 lần, sáng và tối, các bạn sẽ thấy là cái vòng 1 của mình nó cải thiện từ bên ngoài. Đấy, cải thiện từ bên ngoài tức là sao ạ? Đó, nhiều chị em thì các bạn biết là các bạn thấy là nhiều chị em á, ví dụ như là viên uống này nhá, nó bổ sung nội tiết cho chị em, bổ sung dinh dưỡng. Các bạn biết là cái vòng 1 của chị em nó phụ thuộc rất nhiều vào chế độ dinh dưỡng của chị em, rất nhiều vào cái nội tiết của chị em. Nếu như nội tiết của bạn nào ví dụ như là rất là kém này, nội tiết kém, các bạn thấy là nội tiết kém này thì các bạn thấy là da rẻ nó cũng kém theo, rồi là các bạn thấy là ngực nó cũng bị sệ, bị nhão, bị lép. Nên là khi mà chúng ta muốn 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 cái vòng 1 nó phát triển thì chúng ta phải tăng được cường độ nội tiết, đúng không ạ? Phải tăng cường nội tiết tức là chúng ta phải uống từ bên trong. Phải uống từ bên trong để nội tiết nó được tăng cường. Đấy, cái nội tiết nó được tăng cường thì cái vòng 1 của chị em nó cũng cải thiện, và theo đó là cái da dẻ của chị em nó cũng cải thiện theo. Đấy, thế nên là vì sao mà nhiều khách hàng sử dụng cái sản phẩm viên uống này, viên uống nửa ngực của bệnh viện Janhee này, sau một liệu trình lại da dẻ lại đẹp hơn, đó là vì lý do như vậy các bạn nhá. Đó, và nhiều chị em sợ rằng, các bạn sợ là khi mà mình dùng viên uống này nó có ảnh hưởng gì không, các bạn rất là sợ về cái vấn đề là có ảnh hưởng gì không. Và mình cam đoan với các bạn, đây là cái sản phẩm của bệnh viện Janhee, nó đã được nghiên cứu rất là kỹ. Và cái thứ hai nữa là đây là viên uống tăng vòng 1, nhưng mà nó là thuộc dạng bổ sung dinh dưỡng cho chị em, do vậy nó không có kích thích gì cả. Nếu mà những cái sản phẩm mà nó kích thích chỉ vài ngày thôi là chị em đã tăng rồi thì đó là những cái sản phẩm nó không có lợi cho sức khỏe các bạn nhé. Không có lợi cho sức khỏe thì chúng ta không nên dùng. Đó, nhiều chị em sợ như vậy nên là các bạn chỉ thích dùng kem bôi thôi. Thì các bạn cũng có thể sử dụng kem bôi, tuy nhiên thì kem bôi nó chỉ là bên ngoài, những tác động bên ngoài. Đó, những tác động về cơ học ở bên ngoài. Thì các bạn thấy là massage nó đẩy cái lượng máu về vòng 1, đấy, vùng ngực đó, nó giúp cho chị em tăng size một cách rất là tự nhiên thôi, không ảnh hưởng gì cả các bạn nhá, không hề ảnh hưởng gì cả. Đấy, vòng 1 nó săn hơn, đấy, nó đỡ bị sệ hơn, đấy, nó hồng hơn. Và những bạn mà bị dạn da sẽ thấy là nó cải thiện cái tình trạng dạn da cho mình. Đó, chứ còn nhiều bạn á, các bạn thấy là ngực á, ví dụ như là mặc áo vào thì chúng ta không thấy được thôi, chứ còn đa số là những bạn mà rau xin cho con bú xong, các bạn sẽ thấy là sệ rất là kinh luôn. Sệ rất là kinh, cởi áo ra chúng ta sẽ rõ rệt luôn. Và để như vậy thì nhìn rất là nhiều bạn rất là mất tự tin, nên là các bạn phải dùng kem. Sau sinh khi mà ngừng cho con bú luôn thì bạn đã bắt đầu sử dụng luôn luôn rồi. Mà sau sinh là cái thời gian mà các bạn lấy lại cái vóc dáng cơ thể rất là nhanh, cơ thể trở về trạng thái rất là nhanh nếu như các bạn biết cách để mà bổ sung, để mà sử dụng kịp thời. Đó, các bạn có thể dùng kết hợp cho mình cả viên uống cả kem bôi như vậy. Và đây có thể nói là một combo mà viên uống kem massage tăng vòng 1 hiệu quả nhất hiện nay và nổi tiếng nhất của Thái Lan luôn các bạn nhé. Đấy, với giá thành hợp lý và với cái hiệu quả của nó thì nó đã chiếm lĩnh cái thị trường trong vài năm nay rồi. Đó, nên là các bạn yên tâm khi mà sử dụng cái sản phẩm của bệnh viện Janhee. Đó, nếu mà các bạn vẫn còn thắc mắc cho cái bộ đôi này, bộ đôi tăng vòng 1 này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình. Và cái sản phẩm viên uống này hiện tại thì mình đang cung cấp cho khách hàng là 100 viên, lọ 100 viên. Mình không cung cấp loại 30 viên. Đấy, trước kia mình có thể mình cung cấp cho khách hàng 30 viên, nhưng thứ nhất, nhiều bạn 30 viên, các bạn thấy là những bạn mà cơ địa rất là khó, trong vòng 30 viên các bạn chưa thấy hiệu quả, nên là các bạn lại bảo là cái sản phẩm không hiệu quả. Và cái thứ hai nữa là so với cái sản phẩm 30 viên và 100 viên thì cái sản phẩm 100 viên so sánh như vậy thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Do vậy các bạn nên sử dụng loại 100 viên như vậy cho mình luôn. Nó bổ sung, nó chẳng thừa, chẳng mất đi đâu cho bạn đâu. Ví dụ ngực của chúng ta nó chưa cải thiện nhanh, nhưng mà về nội tiết thì các bạn đã bổ sung đầy đầy đủ rồi. Đó, nó không mất đi đâu cả. Da dẻ bạn nó lại đẹp hơn rồi.
đó, nó bổ sung chất cho bạn thôi, nó không mất đi đâu cả các bạn nhá. Còn cái kem bôi này nó sẽ giúp cho bạn là cái ngực săn chắc, nhão xệ đấy. Bạn nào mà bị nhão xệ mà bị thâm thì bạn nên dùng kết hợp cả kem bôi nữa các bạn nhá. Đấy, dùng bộ cả trong cả ngoài như thế này, trong uống ngoài bôi thì nó sẽ tốt hơn nhiều đấy. Nếu mà các bạn vẫn còn thắc mắc cho cái sản phẩm viên uống cũng như là kem bôi massage herbal của bệnh viện Gian Hữu, bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 38298 hoặc 0966 269 515, hoặc là các bạn có thể là inbox Zalo hoặc Facebook cho mình, và Facebook Zalo mình cũng đều dùng số này luôn. Ok, xin chào mọi người, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Ok, xin chào các bạn.